Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review về Grid Tango trong Miracle Memorial Global. Thì đây là trang mới nhất của game này. Và sau đây là skin của Grid. Thì Karma Strike thì sẽ để Ultimate sẽ gây ra 149 sát thương vật lý cho đối phương trong một diện khoảng không cho một cái trong một cái diện tích lớn. Nó sẽ với mỗi cái đòn đánh thì nó sẽ gây ra một cái sát thương rất là lớn cho với mỗi đơn vị, thì cái đam nó sẽ tăng lên 10%. Tức là mỗi một đối phương ở trên cái sàn đấu thì nó sẽ tăng sát thương của Grid lên 10%. Lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem. Skin tiếp theo là Sura Slot, thì nó sẽ gây ra 20 sát thương vật lý cho đối phương ở gần và giảm cái tốc độ đánh của đối phương đi 80% trong 4 giây. Một cái hiệu ứng skin cũng không mấy khả quan. Skin cuối cùng của Grid thì nó sẽ tăng cho phòng thủ vật lý lên 6. Tăng phòng thủ vật lý thì cũng không được hay lắm trước mấy cái AP. Thì skin tiếp theo đó là sẽ gây ra 60 sát thương vật lý trong một đường thẳng và đẩy lùi đối phương về đằng sau và tăng cho Grid tốc độ đánh và tốc độ di chuyển lên 300% trong 3 giây. Đây là một cái skin rất lợi hại nhưng mà nó chỉ có trong vòng 3 giây thôi. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem về skin của Grid. Mình sẽ quay trở về những cái map đầu vì mình chưa nâng Grid lên. Ok. Grid là một thiên thần và like với lại một con chó. Đó, các bạn thấy nó sẽ gây ra nhiều hit nhưng mà nó rất là tương tự với lại nó rất giống với lại cái tướng gì nhỉ? Tướng gì mình hay chơi? Nó rất tương tự với lại chung là mình đã giới thiệu qua về Grid và hy vọng các bạn sẽ thích cái tướng này.